Dạ từ kem Fanny sang salon phu nhận lâu 15 tháng 8 2016 đã chậm dứt chương trình sau một năm học mặt tại phái salon quần phu nhận. Bạn Tuệ đi ăn quán nào là quán đo đông cửa, dự tính là cho mày xuống dưới nhà ủng hộ cái quần tây để coi nó như thế nào. Thí nghiệm cho mấy các bạn ơi. Con của tôi là hàm ăn kem hoài đi nè. Rồi rồi được á, ngoài nguyên một cục rồi. Ghê tòa. Da mặt của bạn Tuệ là phải đi cà da mặt thì chương trình mà 5 triệu một trọn gọi. Sau 12 năm quen gì ghẹ là cái mặt bạn ấy nó bảy chày như là cái nồi cơm chài luôn. Thì cái con gì ghẹ nó cào nó cậu như thế nào bây giờ nó ra một cái đống thế mà cường. Yeah. Em suốt ngày ngồi rủ lên trên Facebook là tròn đời yêu em. Gì ghẹ ơi. Kinh dị quá. No, 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 no. Đến khi mà chó thì bưởi mèo sinh hưởng thì chỉ có cái thân tàn ma dài trên răng dựa dẹp. Papa. 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 Hả? Nực ngô. Papa. Papa. Mặt con tôi mặt tròn xoay như vậy mà đi đâu cũng nói là con tôi này giống bồ nọ mà không biết giống cái gì. Riêng bản thân tôi đã khám phá ra hai bộ con này giống nhau nhất là cái cặp dù. Cặp dù mà nó xẹp lem chỉ có hai con ốc mà thôi.